Rồi có lúc nhà thơ Phạm Thiên Thư đưa cho tôi một bài thơ cũng nằm trong đề tài này để phổ nhạc. Chỉ khác có một điểm là cô bé trong bài thơ không mang những cái tên diễm lệ như là Tuyết Nhung hay Dạ Thảo, Hồng Đào hay là Ngọc Lam, mà mang một cái tên rất bình dị là Ngọ, Hoàng Thị Ngọ. Tôi đã dùng một tấm giấy vô cùng thức và một thể nhạc kể chuyện để đưa ra tình khúc rất vui đỏ và đường mơ này. Tiếp theo, nhà thơ Phạm Thiên Thư lại tặng tôi một bài thơ khác nhan đề là Thoáng Như Xưa, để tôi soạn thành một tình khúc với tên là Em Lệ Chùa Này. Bài thơ và bài hát nói tới một ngôi chùa cổ ở miền Bắc, là nơi lúc còn nhỏ chúng tôi từng thấy những đôi tình nhân hẹn nhau tới đó để tự tình. Đầu mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn tung bay. Không chỉ trong mùa xuân mà cả trong bốn mùa, mùa hạ qua cùng em đi lễ, trái mơ ngon đồi gió hơi mát. Rồi mùa thu cùng em đi lễ, con chim đậu dưới gác chuông. Vào mùa đông cùng em đi lễ, lễ chùa này một thoáng mưa bay. Vườn khay cuối mùa đông, em từ giã cõi đời, em được chôn ngay trong chùa. Tàn mùa đông vào chùa bỡ tiễn đưa em trong áo quan này, mộ của em mộ vừa mới lấp. Có con chim nào hót trên cây, lời của chim chìm vào tiếng suối, suối xanh ơ buồn khóc ai hòa. Thưa quý vị, từ lâu Việt Nam đã có một truyền thống hát thơ, nghĩa là những chuyện thơ, những bài thơ hay là những câu thơ hay thời xưa đều được hát lên với những hình thức khác như là kể kiều, nói thơ vân tiên, bồng ngạt sa mạc vân vân. Thì tôi tự nghĩ rằng khi mình phổ nhạc bài thơ mới là mình đã đi theo truyền thống xưa. Cho nên ngay khi mới bước chân vào nghề soạn nhạc, tôi đã phổ nhiều bài thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư, Huy Cẩn, Xuân Diệu, Bích Thiên, vân vân. Bài thơ Tiếng Sáo Thiên Thai Thế Lữ sẽ là một ví dụ, rồi tới những bài thơ như Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng. Đa số thơ của tôi đã trở thành những tình khúc lên rất nhiều cảm tính, đáp ứng được nhu cầu của tâm hồn lãng mạn Việt Nam, để rồi tôi thấy có lúc cần phải cung cấp thêm những tình khúc trẻ trung, tươi tắn hơn như Cỏ Hồng